Xin chào mọi người. Và hiện tại thì Huy đang có mặt ở tại Bình Dương. Hôm nay thì bên Huy sẽ xuống đây để tiếp tục lắp đặt và bàn giao một bộ dàn Array nữa cho anh khách hàng ở dưới Bình Dương ha. Bây giờ Huy vừa mới tới và xe tải đến từ sáng rồi. Do hôm qua đi về trễ quá cho nên là hôm nay xuống đây hơi trễ. Thì đang đợi anh khách hàng ra dẫn vô. Hành trình trên mọi nẻo đường. Hôm qua mới đi Cần Giờ xong, hôm nay về Bình Dương. Và chiều nay lại tiếp tục đi Bình Phước để bàn giao đồ. Thời gian gần đây thì những cái cấu hình Array IT bên Huy đang bán rất là nhiều nhé. Hôm nay là tiếp tục một cấu hình Array của IT. Xin mời mọi người vào đây để xem chi tiết cái cấu hình này. Đây là cấu hình bộ loa, súp đơn và Array. Ủa cái này sao mình không quay ra ngoài? Chưa, giờ mới loa ra nè. Chú mời cho kinh gặp ở kia luôn, còn đây nó hẳn. Rồi. Đây là cấu hình bộ loa, mọi người có thể thấy cấu hình này thì nó gọn và rất là cao. Súp đơn IT và Array 40 IT đồng bộ. Cái này là cấu hình đồng bộ neo, súp neo côn 115 này. Và Array là bát 40, côn 76 và chép neo 850. Cấu hình này gọn nhẹ và cái uy lực rất là lớn nhé. Lát nữa mọi người thử nghe thử cái chất âm. Hôm qua bên Huy mới bàn giao một cái bộ dàn Array cho anh khách hàng Cần Giờ đó. Sử dụng hai cặp súp đơn này và Array 30 đôi. Hôm nay thì sử dụng một cặp thôi. Ba cặp này là quá đẹp và trong này thì còn có loa monitor nữa cơ. Cấu hình này có loa monitor ở trong nhà. Đó, lát thì sẽ chuyển ra test đây. Đây cấu hình dàn máy. Cấu hình dàn máy thì toàn bộ là cấu hình mới 100%, chưa từng xuất hiện ở trên video của Huy. Mixer CMS 1600, dàn máy đây, quản lý nguồn, mic IT, cốt số 260. Bộ này mọi người thấy là sử dụng toàn bộ đẩy của Cora nguồn xung, một con K18 Plus mới nhất và con K10S. Con này thì đánh súp với full đều được, nhưng mà ở trong cấu hình này sử dụng đánh loa full thôi. Và cục đẩy này thì chuyên súp này để đánh súp. Bộ này thì nó rất là nhẹ, cái tủ máy này thì nó chỉ khoảng cỡ 40 kg thôi. Quý đầy đủ bộ tủ là chỉ bằng một con men 1600. Đó thì đây là bốn kênh này. Con này bốn kênh là vừa đánh súp vừa đánh full được luôn. Hiện tại thì mình chỉ dùng nó để đánh loa full thôi. Cứ một kênh là đánh một cặp. Ba kênh là đánh cho ba cặp Array. Đó và một kênh còn lại thì đánh cặp monitor. Và con ở dưới đánh súp thì sau này cũng có thể nâng cấp được thêm súp. Và thực chất là một con men bên trên á thì nó có thể một kênh của nó có thể đánh được một cặp súp đơn như thế này. Sau này ví dụ muốn nâng cấp thêm loa vẫn nâng cấp được luôn, rất là tiện và khá nắng, đúng một giờ mà thôi ra ngoài phơi cho đen da đi. Rồi ok, bây giờ chỉ đợi quá trình gọi như là gắn lại cái ổn áp, sau đó là sẽ setup và test. Với hai con men này thì con nào cũng có thể đánh súp và cũng có thể đánh full. Ví dụ sau này như mình đi làm đám nhỏ đi, mình mang ít đồ thì mình chỉ cần lấy một con men ở bên trên, có nghĩa là hai kênh mình đánh súp và hai kênh mình đánh full. Thì như cái con kênh này, như cái con bốn kênh này như em test, nó có thể một kênh của nó có thể đánh được một cặp súp như thế này cơ. Một kênh là đánh một cặp súp như thế này và một kênh còn lại thì đánh một cặp Array. Chú đẩy mạnh tay lên. 1 2 2 3 4 5 6 1 0. Ok, bây giờ mới căn tiếng mic nha mọi người. 2 2 2 3 4 5 6 1 2 2 2. Này, thu mic phải đền đó. 2 2 3 4 5 6 1 2 2 3 1 2 2 3 4 5 6 0 3. Thấy chưa? Đập vô loa là vẫn hít nhá. Đập vô loa là vẫn hít nhá. Đập vô loa. Đâu có ai mà không lo hát đâu con. Dạ. Không, vậy là quá ok rồi đó. Hát thì đó ok. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang đầy ước mong say tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trời yêu thương đầy đầy. Đó, người nào hát tiếng ồ giảm bass một chút và tăng chép lên một ít. Còn hai cái này, hai cái dãy trung bass trung chép này thì cái chân, cái phần chân của trung chép con cứ để 12 giờ.
cân bằng thôi. Ở dưới thì con giảm tiếng trung chút cho tiếng nó tròn. Đừng nên từ 12 giờ mở quá này là 7 tiếng anh. Dạ. Nói chung là đi đến đâu mà khách cũng quý. Khách có làm thì em có nghe cũng vậy. Chứ không là khách lại bảo. Thôi đi, con với chú với anh Đạt làm tiếng. Chắc Đạt tài xế thôi nhỉ. Dạ. Cảm ơn nhé. Dạ. Cảm ơn anh và gia đình. Dạ. Có gì thì máy đây ha. Nó vui vẻ thôi. Và từ sáng giờ đợi. Biết là số này có đồ ăn nên là phải đợi, chưa ăn uống gì cả, số này để ăn ăn cháo, ăn gà, uống bia. Xong cái này là chắc uống một xíu để đi, lát còn chạy xe. Dạ. Mời anh, em mới nghe giới thiệu anh là bầu xô. Mình mấy dàn anh, ở đây có mấy dàn? Hai dàn. Hai dàn. Tại vì sao ta mình đã ứng đủ vô mối á. Dạ. Nhiều cái dù như giờ mình lãnh cái rồi, ví dụ giờ thêm cái mà mối của mình nữa thì dạ, không phải mọi người. Dạ. Chứ hai vàng là cực lắm. Dạ đúng rồi. Như mọi người vừa thấy, bên Huy vừa mới test cái cấu hình Array IT40 với lại súp đơn IT, âm thanh rất là lực luôn. Ok, bây giờ thì bên Huy sẽ lên đường đi xuống Bình Phước à. Và mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube của Huy để xem video bên Huy bàn giao cái bộ dàn Array cho anh khách hàng ở Bình Phước nha. Để xem cấu hình của anh Bình Phước hôm nay sẽ là cấu hình như thế nào. Rồi ok, xin mời mọi người.